thắng vang dội loại bỏ kỷ lục tới 900 quân đẩy lùi 26 cuộc phản công của Ukraine. Trong báo cáo mới nhất về chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 13 tháng 5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng quân đội Nga đã đẩy lùi 26 cuộc phản công của Ukraine ở các khu vực, đồng thời cho biết lực lượng Nga đang tạm rút lui để tập hợp lại những vị trí thuận lợi tại Bắc Mút. Chi tiết hơn, tướng Konashenkov cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở phía Bắc Bắc Mút với hơn 1.000 binh sĩ và 40 xe tăng, quy mô nếu được xác nhận sẽ là cuộc phản công lớn nhất của Ukraine kể từ tháng 11 năm 2022. Ông Konashenkov cho biết, các đơn vị quân đội Ukraine đã thực hiện 26 cuộc tấn công với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ, với 40 xe tăng và cả các thiết bị quân sự đặc biệt khác. Tất cả các cuộc tấn công của quân đội Ukraine đều bị đẩy lùi. Tướng Konashenkov cũng báo cáo về tình hình chiến sự ở các khu vực Kharkiv và Lugan. Theo hướng Kupyans, máy bay và pháo binh từ cụm chiến đấu phía Tây đã tấn công các đơn vị địch ở các khu vực gần các khu định cư Dvurechnoye ở Kharkiv và Novosilovskaya ở Lugan. Ngoài ra, các hoạt động của một nhóm trinh sát đã bị ngăn chặn gần khu định cư Kotliarovka ở Kharkov vào ban đêm. Cũng trong báo cáo, ông Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tiêu diệt và làm bị thương khoảng 900 binh sĩ Ukraine ở khu vực Donetsk trong ngày qua. Ông nói, tổng cộng tổn thất của kẻ thù ở khu vực Donetsk lên tới khoảng 900 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương, hơn 30 thiết giáp, 7 phương tiện cơ giới, 2 khẩu pháo D-30 và một khẩu lựu pháo L-118 do Anh sản xuất. Trong khi đó, Shohi Terevati, phát ngôn viên của nhóm lực lượng phía đông của Ukraine cho biết, trong 3 ngày hoạt động phản công, lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Bắc Mút đã giải phóng 17,3 km vuông lãnh thổ. Tuy nhiên, tướng Konashenkov cho biết, đây chỉ là sự rút lui chiến thuật của các lực lượng Nga ở Bắc Mút. Phía Nga cho biết thêm, hai tên lửa Ukraine đã tấn công một khu vực liên hợp công nghiệp ở Lugan vào lãnh thổ do Nga kiểm soát khoảng 100 km sau chiến tuyến. Video được đăng tải trên Internet cho thấy những cột khói cao khổng lồ ở phía trên thành phố. Cuộc chiến kéo dài 15 tháng ở Ukraine đang đứng trước một bước ngoặt với việc lực lượng Ukraine đang tiến hành phản công sau 6 tháng phòng thủ và sau khi nhận được hàng trăm xe tăng và xe bọc thép mới của phương Tây. Nga phá hủy kho nhiên liệu của quân đội Ukraine gần thành phố Zaporizhia. Trong 24 giờ qua, lực lượng tác chiến chiến thuật, không quân và pháo binh của nhóm lực lượng Nga đã tấn công 72 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí bắn. Các lực lượng Nga đã phá hủy một kho nhiên liệu của quân đội Ukraine gần thành phố Zaporizhia trong 24 giờ qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết ngày 12 tháng 5. Ông Konashenkov nói, Tại khu vực thành phố Zaporizhia, một kho chứa nhiên liệu cho thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy. Gần khu định cư Borovaya ở vùng Kharkiv, một radar phản pháo ANTPQ-36 do Mỹ sản xuất cũng bị phá hủy. Ngoài ra, một radar trinh sát và điều khiển hỏa lực Dupak-1 của Ukraine gần khu định cư Nikopol ở vùng Dnipropetrovsk đã bị loại bỏ. Ông cho biết thêm, trong 24 giờ qua, các lực lượng tác chiến chiến thuật, không quân và pháo binh của Nga đã tấn công 72 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí bắn, nhân lực và thiết bị quân sự ở 102 khu vực. Ukraine nắm được bản đồ chi tiết hơn 200 cơ sở quân sự của Nga ở Crimea Bản đồ được tạo ra bởi các nhà báo tại Krim Really, dự án Krim của Đài Phát Thanh Tự do Ukraine cho thấy vị trí của 223 cơ sở quân sự mà Nga đã lập ra trên bán đảo Biển Đen. Chúng bao gồm các cơ sở đào tạo quân sự, trạm nhiên liệu, kho đạn dược, các vị trí của radar và hệ thống phòng không, cũng như vị trí của trụ sở chính quân đội Nga đóng ở đây. Các chi tiết khác trên bản đồ cũng cho thấy các đơn vị thuộc nhiều nhánh quân sự, sân bay và căn cứ của hạm đội Biển Đen của Nga. Việc công bố bản đồ chi tiết hơn 200 cơ sở quân sự của Nga ở Crimea diễn ra vài ngày sau khi ông Andrei Dushov, phát ngôn viên của Cục Tình báo Quân đội Ukraine, kêu gọi cư dân Crimea tránh xa các cơ sở quân sự của Nga trên bán đảo trước nguy cơ Kiev sẽ phản công nhằm tái chiếm các vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã cam kết sẽ giành lại bán đảo Crimea từ Nga khi Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn chống lại Nga. Mức độ đe dọa khủng bố màu vàng đã được áp dụng tại các khu vực của Crimea kể từ ngày 11 tháng 4 năm ngoái. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, các vụ nổ xảy ra ở Crimea đang trở nên thường xuyên hơn. Ukraine đã phủ nhận mọi liên quan đến các vụ nổ xảy ra ở Crimea, bao gồm vụ nổ lớn vào tháng 10 năm ngoái trên cầu Kurt, nối bán đảo này với Nga, và vụ hỏa hoạn tại một kho chứa dầu ở Sevastopol vào cuối tháng trước. Ông Jusov đã cảnh báo vào cuối tháng 4, ngay sau vụ trái kho dầu Sevastopol rằng tất cả cư dân của Crimea tạm thời không nên ở gần các cơ sở quân sự và cơ sở hỗ trợ quân đội của Nga trong tương lai gần. Người tạo bản đồ chi tiết về các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea, Igor Toka nhấn mạnh rằng ông muốn thông báo cho mọi người về mức độ quân sự hóa của Nga trên bán đảo. Ông Toka nói, chúng tôi muốn cảnh báo người dân Crimea về mối nguy hiểm liên quan đến những nơi này có nhiều người sống gần các cơ sở quân sự của Liên bang Nga. Tháng trước, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak tuyên bố rằng quân đội nước ông sẽ có mặt ở Crimea trong ít nhất là 5 tháng nữa. Quan chức Nga nghi ngờ về tuyên bố bắn rơi Kinzhan của Ukraine Quan chức Nga nói tên lửa Kinzhan có đường bay phức tạp, đặt nghi vấn về thông tin hệ thống Patriot chặn được loại vũ khí này. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng nước này ngày 13 tháng 5. Thông tin tên lửa siêu vượt âm Kinzhan bị đánh chặn chỉ là nỗ lực truyền bá sự ảo tưởng. Quan chức Nga nói rằng tên lửa Kinzhan có tốc độ bay vượt quá khả năng ứng phó của các hệ thống phòng không phương Tây viện trợ cho Ukraine, trong đó có Patriot. Người này cho hay, khả năng cơ động trong giai đoạn cuối và đường bay gần như thẳng đứng khi sắp lao xuống mục tiêu của Kinzhan khiến nó xuyên thủng được các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Theo quan chức giấu tên, các thông báo bắn hạ tên lửa Nga do quân đội Ukraine công bố là nỗ lực bào chữa cho tốc độ tiêu thụ đạn phòng không quá cao và quảng bá về hiệu quả của những hệ thống trong biên chế. Người này cho hay, đây không phải lần đầu tiên họ tuyên bố bắn hạ được vũ khí Nga. Số vụ đánh chặn cao gấp 2-3 lần lượng tên lửa chúng tôi thực sự triển khai. Dù vậy, phương Tây thường phải vội vàng chuyển những hệ thống mới cho Ukraine sau mỗi đòn không kích, rõ ràng là để bù đắp thiệt hại. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Chúc ngày 5 tháng 5 tuyên bố, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa siêu vượt âm Kinzhan của Nga trên bầu trời Kiev trước đó một ngày. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder hôm 9 tháng 5 nói rằng, Ukraine đã bắn hạ một tên lửa Nga bằng hệ thống phòng thủ Patriot khi được đề nghị bình luận thông tin. Dù vậy, giới chức Ukraine vẫn tỏ ra thận trọng với động thái trên. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat nói hôm 6 tháng 5. Ukraine có rất ít vũ khí đủ sức đánh chặn tên lửa KH-47 Kinzhan và không đủ khí tài để bảo vệ các thành phố lớn. Tổ hợp Patriot chưa từng đối phó mục tiêu nào như vậy, vì vậy còn quá sớm để ăn mừng. Tên lửa siêu vượt âm là vũ khí có tốc độ tối thiểu gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tương đương hơn 6.200 km h Nhờ quỹ đạo bay phức tạp và tốc độ rất cao, vũ khí siêu vượt âm có khả năng sát thương cao hơn, và gần như không thể bị đánh chặn bằng các lá chắn phòng thủ hiện nay. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhan là một trong sáu siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố năm 2018. Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Kinzhan hồi tháng 3 năm 2022 khi tấn công một kho vũ khí lớn ở tỉnh ivano frankivsk miền Tây Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cho rằng Kinzhan là vũ khí có tác động lớn nhưng không tạo ra quá nhiều khác biệt, ngoại trừ việc gần như không thể bị đánh chặn. Quân đội Ukraine từng nhiều lần thừa nhận không có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh của Nga. Sự thật ẩn sau động thái Tổng thống Putin can thiệp làm sáng tỏ tình hình với tập đoàn Wagner. Người sáng lập và lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Jevgeny Prigozhin, trước đó đã khăng khăng yêu cầu các chiến binh của mình rời khỏi chiến trường Bắc Mút để chữa lành vết thương, đã đưa ra một tuyên bố mới nói rằng chỉ huy cấp cao hơn của PMC đã được bật đèn xanh để tiến hành các hoạt động chiến đấu ở Bắc Mút. Vì vậy, các chiến binh PMC Wagner có thể hành động khi họ thấy phù hợp. Các chiến binh sẽ nhận được tất cả vũ khí và đạn dược được yêu cầu cho mục đích này. Ngoài ra, tướng quân đội Tổng Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga, tướng Sergei Surovikin, người sẽ tiến hành phối hợp quân sự giữa PMC Wagner và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Prigozhin trước đây gọi ông Surovikin là đồng tác giả của kế hoạch máy xay thịt Bắc Mút. Alexander Shishky, tư lệnh lực lượng mặt đất Ukraine cho biết, lực lượng đồn trú của Nga trong thành phố đã tăng cường độ pháo kích, bắt đầu sử dụng vũ khí tiên tiến hơn và tiến hành triển khai lại lực lượng. Tại sao Putin can thiệp? Có lẽ sự can thiệp của ông Putin vào sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và PMC Wagner có liên quan đến vai trò quan trọng của công ty quân sự tư nhân trong hoạt động quân sự đặc biệt, theo Prada. Các hành động của PMC Wagner ở Bắc Mút đã tạo cơ hội cho Bộ Quốc phòng câu giờ trong các cuộc giao tranh ác liệt và rút lui ở khu vực Kharkov và bên kia sông Dnipro vào năm ngoái. Putin tôn trọng PMC Wagner. Trong cuộc trò chuyện với thanh tra trẻ em Maria Vova Belova vào ngày 16 tháng 2, ông Putin nói rằng tất cả những người tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đều bảo vệ lợi ích của Nga, giống như quân nhân chính quy và gia đình của họ phải được nhà nước bảo vệ. Các hướng chính cho cuộc phản công của Ukraine không hứa hẹn bất kỳ thành công nào cho quân đội Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky nhận thức được điều đó, nên đã hoãn cuộc tấn công vô thời hạn. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục gây áp lực lên người Nga bằng cách bắn phá các vùng lãnh thổ biên giới của Nga. Kiev đang cố gắng giữ thể diện cho chế độ của mình, trong khi Nga đang tái vũ trang quân đội và tiết kiệm lực lượng dự trữ chi phí vũ khí viện trợ cho cuộc phản công của Ukraine được tiết lộ. Trong khi đó, thời báo tài chính Bloomberg ngày 12 tháng 5 cho biết, trước cuộc phản công, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được vũ khí trị giá 30 tỷ đô la Mỹ từ các nước phương Tây. Chi phí hỗ trợ quân sự Ukraine nhận được vượt quá chỉ tiêu hàng năm của quân đội cho bất kỳ quốc gia NATO nào ngoại trừ Mỹ. Được biết rằng phương Tây nghi ngờ liệu vũ khí được cung cấp có đủ để phản công thành công hay không. Vì trong thời gian qua, quân đội Nga đã trở nên lớn mạnh hơn và chuẩn bị kỹ càng hơn, còn lực lượng Ukraine không sở hữu lợi thế trên không. Bloomberg cho biết, thành công hạn chế của cuộc phản công có thể khiến chính quyền Ukraine bị gây áp lực, đồng ý ngừng bắn và mất một phần lãnh thổ. Cảnh báo Ukraine sẽ phát động cuộc tấn công lớn sâu vào Nga Mikhail Khodaryonov, cựu chỉ huy lực lượng phòng không Nga, và là một nhà bình luận của truyền hình nhà nước Nga dự đoán rằng Ukraine sẽ sử dụng vũ khí có độ chính xác cao để thực hiện một cuộc phản công, dự kiến bằng cách phát động một cuộc tấn công lớn đầu tiên vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ông đã đưa ra dự đoán của mình trong khi đánh giá vũ khí hạng nặng mà Ukraine sở hữu được phát trên truyền hình nhà nước Nga và phụ đề tiếng Anh được phóng viên BBC Francisca thực hiện. Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mùa xuân, để lấy lại các lãnh thổ bị Nga chiếm đóng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Khả năng quân sự của đất nước đã được củng cố nhờ viện trợ của phương Tây trong những tháng gần đây, bao gồm các thiết bị quân sự tiên tiến, xe tăng và pháo binh. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ cho biết Kiev đang trì hoãn cuộc phản công vì Ukraine thiếu đủ vũ khí của phương Tây để thành công mà không gây thương vong quá mức. Hãng tin AP đưa tin. Trong nhận xét của mình đã được đưa ra trước đó, ông Khodarionov cho biết sự chậm trễ trong việc phát động cuộc phản công là do Ukraine đang chờ đợi sự xuất hiện của vũ khí chính xác cao bổ sung. Ông này cho biết, Chúng tôi đã thấy các trường hợp sử dụng đạn dược đặc biệt, nhưng chúng vẫn chưa được sử dụng trên quy mô lớn. Đối với HIMARS, hệ thống phóng tên lửa, chúng tôi cũng không biết họ đã cung cấp bao nhiêu hoặc phạm vi bao nhiêu. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, chiến dịch tấn công, phản công của Ukraine sẽ bắt đầu bằng một cuộc tấn công lớn, sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, càng sâu càng tốt vào tất cả các địa điểm có thể của Nga. Tất nhiên chủ yếu là các địa điểm cơ sở hạ tầng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết vào cuối tháng trước rằng công tác chuẩn bị cho cuộc phản công đang ở giai đoạn cuối và quân đội Ukraine đang được huấn luyện để sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp. Ông Reznikov nói với các phóng viên vào thời điểm đó, Việc chuẩn bị sắp kết thúc vì ngoài vũ khí và thiết bị quân sự, quân nhân của chúng tôi còn phải được đào tạo về cách sử dụng chúng. Chúng tôi đã nhận được các hệ thống tối tân. Gần 2 tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine vào năm ngoái, ông Khorarionov đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến này. Ông cảnh báo vào thời điểm đó rằng tình hình của quân đội Nga thực sự sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng ngay sau đó, ông đã đưa ra một tuyên bố trái ngược, ca ngợi khả năng quân sự của Nga. Trong phân đoạn Joska đăng ngày 11 tháng 5, ông Khodaryonok cho biết người Ukraine sẽ không thông báo bắt đầu cuộc phản công cho đến khi họ có kết quả đầu tiên về ý nghĩa hoạt động, chẳng hạn như thành công trong việc lấy lại một trong những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của họ. Ông nói, nhưng chính xác là vào thời điểm đó khi họ thực hiện cuộc tấn công lớn và một cuộc tấn công điện tử, hoạt động tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bắt đầu. Họ đang thiếu thứ gì đó, và có vẻ như họ đang đợi một đợt khác đến. Ông Khodaryonov cũng gợi ý rằng Nga nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tháng trước, Khodaryonov đã cảnh báo rằng Ukraine có thể nhắm mục tiêu vào Crimea, bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014, bằng cách sử dụng tên lửa để tấn công các tàu và cơ sở của Nga. Khodaryonov cho biết vào thời điểm đó, rõ ràng chúng sẽ nằm trong số các ưu tiên, có cây cầu Crimea bao gồm tất cả các phương tiện liên lạc khác được sử dụng để vận chuyển mạng lưới sân bay, các trạm kiểm soát, các tàu của hạm đội biển đen đang ở trên đường và tại các khu neo đậu. Tất cả lực lượng và phương tiện của phía Ukraine sẽ được sử dụng để tấn công các cơ sở nhạy cảm này. Khodaryonov cũng nói rằng các hệ thống tên lửa của Ukraine và các cơ sở khác có tầm bắn để tấn công các mục tiêu này chắc chắn sẽ được sử dụng. Ông kết luận, vì vậy về vấn đề này chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đẩy lùi các cuộc tấn công có thể xảy ra của kẻ thù. Bởi vì xét cho cùng, bán đảo Crimea là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tình báo EU tiết lộ con số lính Ukraine thiệt mạng trong cuộc chiến với Nga gây sửng sốt. Tình báo EU thông báo rằng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 13.000 người thiệt mạng và 35.000 người bị thương. Trang web Eurectip cho biết, có tham khảo bản ghi nhớ nội bộ của Liên minh châu Âu. Tài liệu đã sử dụng dữ liệu được cung cấp từ Kiev. Báo cáo cũng dựa trên các thông báo trên phương tiện truyền thông và dò dỉ thông tin tình báo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó từ chối tiết lộ những tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine và chỉ nói rằng tất cả các tổn thất đã được thống kê. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 5 cho biết, trong 24 giờ qua, Kiev mất khoảng 900 binh sĩ thiệt mạng, và bị thương ở hướng Donetsk. Hơn 30 xe bọc thép, hai khẩu lựu pháo D-30 và một khẩu lựu pháo L-118. Ngoài ra, theo hướng Kherson, hỏa lực trong 24 giờ qua đã tiêu diệt tới 40 quân nhân Ukraine, một phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện và một tổ hợp pháo tự hành Akashia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, theo hướng chiến thuật Soleda, kẻ thù ngày hôm qua đã tiến hành các chiến dịch tấn công dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc giữa các bên dài hơn 95 km. Các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động 26 cuộc tấn công, với sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân tấn công, lên tới 40 xe tăng, cũng như các thiết bị quân sự đặc biệt khác. Tất cả các cuộc tấn công của các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đều bị đẩy lùi. Cập nhật về tình hình chiến trường Bắc Mút, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ở phía tây của Bắc Mút, các phân đội xung kích tiếp tục chiến đấu để chiếm lấy các dãy phố. Lực lượng đổ bộ đường không hỗ trợ họ và ngăn chặn các nỗ lực phản công của lực lượng vũ trang ukraine ở hai bên sườn